Petals on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. With Slow Jam Remix. Buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. This is Music Collection Remix. This is DJ Charlie Remix, powered by Music Collection Remix. This is Music Collection Remix. This is DJ Charlie Remix. This is DJ Charlie Remix, powered by Music Collection Remix. And the whole world fades. I'll always remember us this way.
Quality is our priority. This is DV Audio. DJ Mark Joseph Remix. 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 Sound check, my test, 1, 2, check. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. Wasting my time, I've got nothing to do. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Bago Mix Club DJs, DJs. Driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Ang pinakabago sa Iloilo, DB Audio. I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Sing, da, 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 da. Club DJ, powered by Team Target. I like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed, where nothing ever audio, happens. And I wonder, isolation is not good for me. I don't want to sit on a lemon tree and sleeping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you'll wonder, DJ Mark Joseph Remix. I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Mood activated. We'll be right back.
sa DJ Jomar. Suave ang quality. Banata na natin to. DJ Jomar Raga Talk Style. In life is so sickening.
Remix.
luôn. Đẹp đấy. Có xinh đẹp. Siêu khủng. Đẹp đẹp chưa tôi dùng không? Khủng lắm. Có một sổ đưa đây. Cưng, Cưng ơi. Cưng. Cưng ơi. Có một sổ đưa đây. Tôi dùng anh. Thôi im lặng thì tao lai chim đấy. Lai chim lai. Mày con đâu chỉ dùng đẹp thầy. Mày có 6 vị chim ăn nữa đấy. Chưa khô. Bấy thầy chơi. Thầy chơi tự ý thích em. Tự ý thôi. Em thôi em. Để được rồi. Bấy thầy đừng á. Đừng tôi đừng á. Mấy chồng lắm chí mà vừa biết chí hay khấu cái sữa rồi này. Cắt bùng tốt bà. Bùng cho bà. Đã được má. Rã vừa lên nhá. Chưa to luôn. Em mới thầy cái bình này. Thả ra chá. Thả ra, thả ra, thả ra. Rồi, ok. Rồi, ok. Em, dếp. Dếp à? Dếp tao mềm mới lời, dếp tao tính mềm. Chú tố. Dếp cùng đi à? Cố lắm anh em ạ. Chiếu tố im tố dài kiếp sấy được anh sấy có nhiệm vụ ra lấy hàng đấy hàng to đấy quá này hàng siêu khủng luôn màu này màu siêu vip chim cái sơn anh ạ chim gốc này chim màu này màu siêu vip chưa một chim to kiếp mì lửa nha anh em mì lửa cả hai bên luôn mì lửa mà bồ tô mì lửa này mì lửa bồ khủng long
hàng nha anh em, hàng này, hàng siêu vip to khủng long. Hàng này cũng chơi hàng của anh em. Chim này to cho bạn. Siêu khủng. À, con chim đi vip anh này. Bồ siêu to luôn. Có một dài đòn. Một chim này view gọi là đẳng đẳng để chơi này. Chim đực nó tốt thật. To cho bạn. Khủng long, hàng này hàng khủng long. Cổ em ạ. Cổ này. Siêu vip. Siêu vip. Chị anh. Đó. Xuống ăn trực. Có chuối. Anh em nào mua obi cho em nhá. Hoặc gọi vô số loại 0373728428 nhá. Rồi, con chim từng con chim ở đây này. Chim bằng số đi các bác này. Bằng số này. To siêu to luôn. Chim gốc ghi sớm các bác nhá. Chim to quá. Khủng long. Đây gà không phải là chim không? Gà. Gà con. Ôi, lông lồi đúng không? Lông lấy bên kia nào. Vip. Đấy là hàng vip. Màu. Bù siêu to. Hàng này. Chỗ to quá. Chỗ to quá, màu vip. Khủng long. Chết hàng đẹp vậy. Ôi rồi. Tuyệt vời.
Hàng báo đẹp nha. Báo to nha. Không to là quay đầu nha. Rồi. Mau báo mau dày luôn. Bắt từng hộp ra con mua ra con. Siêu to siêu đẹp. Lát nữa em sẽ lên video cho anh em xem nha. Đến về 200 con. À, chim này, to chưa bà? Chim to lắm. Chào anh em nha, hôm nay em sẽ lên video nha.